dùng cho điều khiển. Nhà sản xuất đã thiết kế rắc để phải tránh cắt dây nguồn. Nếu một bộ camera thông thường thì phải trích xuất ra nguồn trực tiếp là ắc quy và nguồn ACC của chìa khóa. Đây là rắc trung gian, rắc này sẽ kết nối với mạng can của xe và hộp điều khiển. Mạng can bao gồm các tín hiệu xi nhan, lùi, tín hiệu gốc lái. Thứ hai, hộp điều khiển được lập trình tương thích với mạng can của từng xe để hiểu những tín hiệu khi tài xế thao tác sử dụng. Cuối cùng là rắc cắm và con trỏ điều khiển màn hình. Thì cái này giúp cho người sử dụng có thể sử dụng cam qua công tắc zin của xe. Đây cũng là một điểm đặc biệt của bộ lắc. Về cơ bản, những bộ lắc có thể sử dụng được qua núm điều khiển, tất cả đều là rắc cắm. Đây là cáp LVDS và nó vô cùng quan trọng trong việc lắp đặt. Nó truyền tải hình ảnh lên màn hình DVD, một đầu cắm vào hộp điều khiển, đầu còn lại sẽ cắm vào đầu DVD, lấy tín hiệu của xe vào hộp điều khiển. Sau đó, hộp điều khiển sẽ cấp ra một tín hiệu tương tự để đưa được hình ảnh camera 360 vào đầu DVD cũng như là màn hình. Đây là hộp điều khiển tổng. Hộp này là trung tâm xử lý các tín hiệu của từng camera quanh xe, có chức năng phân tích và mô phỏng xe theo hướng nhìn của mắt chim. While I was scheming for the masses, who do you think you are?